Maca là một loại cây công nghiệp cho giá trị kinh tế cao, được mệnh danh là nữ hoàng của các loại hạt khô và được trồng phổ biến tại một số nước trên thế giới như Úc, Nam Phi, Trung Quốc và Việt Nam. Tại Việt Nam, maca được đưa vào trồng thử nghiệm từ những năm 1994 trên nhiều vùng sinh thái khác nhau. Đến nay, cả nước có 23 tỉnh đã trồng cây maca với diện tích khoảng 16.000 ha, trong đó có 9 tỉnh ở hai vùng Tây Bắc và Tây Nguyên trồng được trên 15.000 ha, chiếm 94,8% tổng diện tích trồng cả nước. Hiện tại, việc phát triển cây maca ở Việt Nam đang có nhiều thuận lợi bởi đã hình thành sự liên kết chặt chẽ giữa bốn nhà: nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân. Đồng thời, việc phát triển cây maca ngay từ thời gian đầu tiên cũng đã nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các bộ, các ngành từ trung ương đến địa phương. Chúng tôi cũng đã có cái quy hoạch phát triển maca cách đây 6-7 năm rồi. Bộ cũng đã có quyết định công nhận 13 cái giống maca mà có cái chất lượng năng suất tốt. Và chúng tôi cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với hiệp hội rồi các cái viện khoa học để đảm bảo cái cung ứng giống cũng như là cái hướng dẫn cái điều kiện canh tác phù hợp cho các cái vùng miền. Tinh thần là chúng ta phát triển một cách bền vững. Năm 2016, Hiệp hội Maca Việt Nam được thành lập với sự hỗ trợ của hai doanh nghiệp lớn là Công ty Cổ phần Him Lam và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, đã thể hiện rõ vai trò tích cực trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng người nông dân cũng như các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tạo sức mạnh để phát triển bền vững cây maca tại Việt Nam. Thực tế những năm qua chúng ta đã thấy rõ được vai trò cây maca trong sản xuất nông nghiệp của bà con ta trên nhiều vùng của đất nước. Hàng loạt mô hình sản xuất maca đã chứng minh hiệu quả tốt đẹp cây maca đối với thu nhập của bà con nông dân. Rất nhiều gia đình đã thu tới hàng trăm triệu nhờ những vườn maca. Khu vực Tây Nguyên được đánh giá là nơi có điều kiện phù hợp cho phát triển maca. Khu vực này không chỉ có đất đai màu mỡ, điều kiện khí hậu ở đây cũng phù hợp cho maca sinh trưởng, đảm bảo tốt cho thời kỳ ra hoa, đậu quả với năng suất cao. Tại đây, bà con trồng maca theo hai hình thức, trồng thuần và trồng xen canh, và có rất nhiều hộ làm giàu từ việc trồng maca. Tôi thấy rằng trồng cây maca này, một là cái công lao động nó ít, tất nhiên là đầu tư vào cái cây trồng này nó ít hơn so với những cây trồng khác. Và giá cả thì cũng tương đối cao hơn. Cùng với Tây Nguyên, Tây Bắc cũng là khu vực được đánh giá là rất phù hợp với cây maca. Nhiều địa phương đã đẩy mạnh trồng maca như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, góp phần xóa đói, giảm nghèo và làm giàu cho người dân miền núi còn nhiều khó khăn. Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, chúng tôi hiện nay đang tập trung phát triển một số sản phẩm chủ lực, trong đó cây maca. Hiện nay tỉnh Lai Châu cũng đã phát triển đến thời điểm này được 2.700 ha. Trong đó là chúng tôi tập trung diện tích trồng tập trung là được 1.500. Thế còn cái diện tích trồng xen cây chè là được 1.200. Chúng tôi cho rằng là đây là một cái hướng đi giúp cho bà con nông dân là có những cái sản phẩm chủ lực. Từ chỗ phát triển tự phát, không có quy hoạch, sau 5 năm thành lập, Hiệp hội Maca Việt Nam với vai trò đảm bảo quyền lợi và định hướng cho các cá nhân, tổ chức trồng và chăm sóc cây maca tại Việt Nam đã giúp cho ngành công nghiệp maca Việt Nam có được những bước phát triển đáng kể. Diện tích trồng maca cả nước đạt hơn 16.000 ha, sản lượng khoảng 5.300 tấn, đứng thứ 8 trên thế giới. Đã có được hơn 20 giống maca được đưa vào trồng, trong đó có 13 giống đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận đưa vào sản xuất. Đặc biệt, Việt Nam là một trong 5 thành viên sáng lập và là đồng chủ tịch của Ủy ban Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Maca Quốc tế IMSC. Trong thời gian tới, Việt Nam và các nước thành viên sáng lập IMSC sẽ thành lập Hiệp hội Maca Thế giới. Từ 5 năm nay, Hiệp hội Maca Việt Nam đã bắt đầu
trở thành cái thành viên của Ủy ban tổ chức Hội nghị Macca Thế giới gồm có 5 nước. Và ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng cùng với 4 nước còn lại đang xây dựng cái đề cương để thành lập cái Hiệp hội Macca Thế giới. Và Việt Nam trở thành cái thành viên của Hiệp hội Macca Thế giới. Mục đích là để xây dựng một cái chiến lược thị trường trên thế giới, dự báo cái cung cầu đấy, cũng như là cái đẩy mạnh cái tiêu thụ Macca trên thế giới đấy, và kiểm soát cái việc trồng cũng như là những cái vấn đề về sản phẩm, vấn đề là sâu bệnh. Hy vọng với sự đồng hành của Hiệp hội Macca Việt Nam, cùng sự vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và sự nỗ lực của bà con nông dân, cây Macca sẽ trở thành một trong những cây trồng chủ lực tại nhiều địa phương, giúp người dân làm giàu và góp phần vào mục tiêu phát triển đất nước.